Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dự kiến thí sinh xét tuyển đại học năm 2021 được điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần. Từ lá sen khô, một cựu binh Việt Nam làm nên những tác phẩm độc đáo. Sau tiếng nổ lớn, công ty gỗ rộng 5.000 m2 ở Bình Dương bất ngờ phát hỏa. Nguyên nhân máy bay Sriwijaya Air rơi có thể do trục trặc hệ thống ga tự động. Thưa quý vị, với hơn 239 chợ truyền thống, Thành phố Hồ Chí Minh luôn thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát, phát hiện kịp thời thực phẩm không bảo đảm chất lượng. Trong những ngày cận Tết, công tác kiểm soát, giám sát an toàn thực phẩm càng được siết chặt. Việc lấy mẫu thực phẩm tươi sống test nhanh mỗi ngày tại các chợ truyền thống được thực hiện rất nghiêm ngặt. Thì khi mình kiểm tra về đúng cái giấy về đúng nơi đến, đúng số lượng thì mình cũng thường xuyên test nhanh để xem họ có sử dụng chất cấm hay không. Là một tổ quản lý kinh doanh có mình có 20 đội bảo vệ và đội tổ quản lý kinh doanh phối hợp. Mình sẽ chia cái lịch là 3 ca và ca như vậy thì mình sẽ là có khoảng là 4 người để mình thực hiện cái việc công tác kiểm tra nó nhanh và nó gọn cho thương nhân. Với cái công tác là xây dựng chợ thí điểm an toàn thực phẩm cho cả 24 quận huyện thì chúng tôi cũng đang tiến hành hết sức là quyết liệt. Và đặc biệt là trong cái mùa Tết Nguyên đán này, thế thì ăn Tết thì phải an toàn. Việc thực hiện ký kết với các đơn vị tỉnh thành khác để xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm sạch được đẩy mạnh, kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất đến sơ chế, giết mổ, chế biến, kinh doanh nhằm có sản phẩm an toàn nhất phục vụ người tiêu dùng. Dự kiến thí sinh xét tuyển đại học năm 2021 sẽ được điều chỉnh nguyện vọng nhiều lần. Quy định mới này sẽ mở ra thêm cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Ở các năm trước, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các trường đại học cao đẳng cập nhật vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo, kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, kết quả thi các môn năng khiếu nếu có. Sau đó, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe. Các trường đại học cao đẳng điều chỉnh và công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo và trang thông tin điện tử của trường. Thí sinh sẽ điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu. Tàu kiểm ngư 472 của chi đội kiểm ngư số 4 hôm nay đã tiếp nhận 4 ngư dân Philippines bị lạc trôi trên biển, đưa vào đảo Sông Tử Tây cấp cứu hôm 23 tháng 1. Hiện sức khỏe của 4 ngư dân đều ổn định. 4 thuyền viên là ngư dân đánh cá của tàu Atan Philippines. Tàu này rời cảng Mindoro vào ngày 7 tháng 1. Đến 7 giờ ngày 23 tháng 1, 4 thuyền viên bị lạc và trôi dạt trên biển cách đảo Sơn Ca 24 hải lý về phía đông nam. Đến 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1, tàu cá QNG 97079 TS đã phát hiện và vớt được cả 4 người, đồng thời phát tín hiệu đề nghị được giúp đỡ. Tàu KN-472 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đảo Đá Nam đã tiếp cận tàu cá, đưa 4 thuyền viên về đảo Sông Tử Tây cấp cứu. Thủy thủ tàu KN-472 và đảo Sông Tử Tây đã tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, cũng như hỗ trợ mọi thứ cần thiết cho các ngư dân. Khoảng 2 giờ sáng nay, tàu cá do ông Nguyễn Văn Triều làm chủ khi đang khai thác ở khu vực gần đảo Mắt Nghệ An đã bị một tàu vận tải đâm chìm, làm 8 người rơi xuống biển. Đến khoảng 5 giờ 30 sáng cùng ngày, 8 ngư dân được tàu cá của anh Phạm Hữu Hải cứu giúp. Riêng ông Nguyễn Văn Vân, 57 tuổi, tử vong do sức yếu. Sau đó, các ngư dân tiếp tục được tàu Hải đội 2 chở về bến Đạch Cờn, thị xã Hoàng Mai, thực hiện bàn giao thuyền viên tử vong cho gia đình, động viên các thuyền viên gặp nạn. Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021 sắp đến, nhiều tổ chức và cá nhân đã cùng chung sức hành động với hy vọng tạo ra những thay đổi tích cực cho môi trường và xã hội. Ngày hội cất cánh lời chúc vừa được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, kêu gọi cộng đồng trao lời chúc Tết, hành động giúp đỡ, cùng nhau trồng cây gây rừng, tạo nên những mảng chắn xanh, bảo vệ con người trước biến đổi khí hậu và thiên tai. Ngàn lời chúc nhưng mà nó chỉ có được một nửa thôi. Vậy thì một nửa kia nó sẽ là cái gì? Đó là mình làm thành cái hành động. Và chắc chắn là lời chúc là đi chung với hành động. Cất cánh lời chúc nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch Lời chúc hóa hành động lắm bận mang điều hay do Trung ương Đoàn Thanh niên, Hội đồng đội Trung ương phối hợp cùng nhãn hàng OMO và các đối tác tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa như trồng cây, trao quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng sân chơi cho trẻ em.
Đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa, mang ý nghĩa giáo dục đối với thanh thiếu nhi, mang một cái ý nghĩa xã hội rất là lớn trong việc bảo vệ môi trường. Trước thềm năm mới thì lời chúc sẽ là một cái thứ rất là quan trọng chúng ta đưa cho nhau. Chúng tôi cũng muốn kêu gọi mọi người là sẽ mang những lời chúc đó biến thành hành động. Cũng trong khuôn khổ chiến dịch, video ca nhạc, cả ngàn lời chúc của hai rapper Rimastic và Suboy đã thu hút hàng triệu lượt xem, truyền cảm hứng hành động vì một tương lai thực sự tốt lành thông qua việc trồng cây tạo màng trắng xanh cho trái đất. Trên thị trường đồ trang trí, hàng thủ công mỹ nghệ Tết Tân Sửu năm nay, nổi bật nhất chính là hình tượng con trâu. Một trong những sản phẩm hút hàng nhất là trâu gốm sứ. Trâu gốm sứ hoàng kim vừa có nét uy dũng, biểu tượng cho sức sống, năng lượng căng tràn, vừa mang ý nghĩa may mắn cho năm mới cũng gây được chú ý. Cái màu với lại những cái điểm nhấn, cảm giác nó may mắn, nó đem lại những cái gì mà nó tốt đẹp nhất. Còn những tượng gốm sứ trâu mang nét đẹp hiện đại, sống động, màu sắc rực rỡ là sự lựa chọn của những người trẻ tuổi. Ở đây thì em thích hai màu, đó là màu trắng và màu vàng. Thứ nhất là màu trắng thì nhìn vào nó thanh thoát, còn màu vàng thì cảm giác nó sang trọng hơn. Nhìn vào cái con vật đó thì mình sẽ cảm giác là cái cảm xúc của mình về nhà nó sẽ thoải mái, nó sẽ vui hơn. Tết Tân Sửu với sản phẩm trang trí linh vật trâu không chỉ góp thêm nét đẹp ngày Tết cổ truyền mà còn chuyển tải thông điệp lạc quan, tích cực để đón một năm mới hăng say, may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc hơn. Mới đây, cựu binh 62 tuổi người Đồng Tháp Lê Văn Nghĩa đã được trang báo AFP của Pháp giới thiệu như một nghệ sĩ với những tác phẩm nghệ thuật làm từ lá sen khô. Nổi bật là những tác phẩm về các nhân vật nổi tiếng như Chủ tịch Hồ Chí Minh hay cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong xưởng của mình, người cựu chiến binh Lê Văn Nghĩa đang tỉ mỉ lựa chọn những lá sen chất lượng cao, dày, gần lá đẹp. Lá sen sau khi được chọn sẽ đem đi sấy khô, xử lý trong vòng 6 tháng, sau đó sẽ cắt nhỏ và làm thẳng bằng bàn ủi. Mỗi tác phẩm đều được làm hoàn toàn bằng tay trong khoảng 10 ngày. Tác phẩm của ông chỉ sử dụng màu tự nhiên từ lá sen. Để tạo hình cho tác phẩm, ông vò nát lá sen khô để lấy gân sen, bụi sen, mảng lá sen và các thành phần từ cây sen. Tranh của tôi ra nước ngoài người ta nhìn tranh, đây là Việt Nam. Khi mà ở trong nước người ta xài, đây là Đồng Tháp nè, là tháp 10 đẹp nhất bông sen. Với muôn lần thất bại, tranh hỏng do màu sen mờ dần, biến dạng, ẩm mốc hay bố cục bức tranh không gọn, không bộc lộ hết được ý nghĩa, ông Nghĩa đã tiếp tục tìm tòi và miệt mài, sao cho mỗi tác phẩm đều đạt đến ba khía cạnh chân, thiện, mỹ. Liên quan đến vụ rơi máy bay của hãng hàng không Sriwijaya Air cách đây 2 tuần khiến 62 người thiệt mạng, hôm qua đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia đã cho biết nguyên nhân ban đầu của sự cố trên. Thông báo cho biết, sự cố trục trặc ở hệ thống ga tự động này từng được nhân viên bảo trì báo cáo vài ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn. Hiện vẫn còn quá sớm để kết luận đây là nguyên nhân chính gây tai nạn khi lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thiết bị ghi âm buồng lái. Bên cạnh đó, máy bay vẫn có thể bay nếu hệ thống ga tự động không hoạt động, do phi công vẫn có thể điều khiển máy bay bằng tay. Hiện một nguồn tin giấu tên tại cơ quan điều tra Indonesia cho biết, hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay cho thấy hệ thống ga tự động của một trong các động cơ máy bay đã hoạt động không bình thường khi máy bay cất cánh. Thay vì tắt hệ thống ga tự động, phi công đã cố gắng làm cho van tiết lưu của thiết bị hoạt động trở lại. Điều đó có thể tạo ra sự chênh lệch công suất rất lớn giữa các động cơ khiến máy bay khó kiểm soát và có thể dẫn đến tai nạn. Tối qua theo giờ Việt Nam, tên lửa Phan Công Chính của hãng SpaceX đã hoàn thành sứ mạng đưa hơn 100 vệ tinh lên quỹ đạo cùng lúc. Nhiệm vụ của nó là đưa 143 vệ tinh của khách hàng và công ty lên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Đây cũng là số lượng vệ tinh lớn nhất từng được triển khai trong một lần phóng, phá vỡ kỷ lục do Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ thiết lập vào năm 2017 với 104 vệ tinh. Gần 10 phút sau khi rời bề phóng từ căn cứ không quân Cape Canaveral, bang Florida, Mỹ, tầng 1 của tên lửa đã tách ra và hạ cánh xuống xà lan không người lái trên đại Tây Dương. Thưa quý vị, tỉnh Savoy của Pháp vẫn quyết định tổ chức cuộc thi điêu khắc trên tuyết lần thứ 38 như một hoạt động giải trí xoa dịu bầu không khí căng thẳng do dịch hoành hành. Tổng cộng có 15 đội chuyên nghiệp tham gia tranh tài trong suốt 3 ngày 3 đêm, làm nên những bức tượng điêu khắc khổng lồ cao đến 4 mét. Kết quả chung cuộc, giải nhất đã thuộc về tác phẩm mang tên Sự lặng im chắp cánh. Chương trình được thực hiện lần đầu vào năm 1984 với sự bảo trợ của văn phòng du lịch tỉnh Savoy. Từ đó, đây không chỉ là cuộc hội ngộ thường niên dành cho những nhà điêu khắc chuyên nghiệp, mà còn là sự kiện du lịch mũi nhọn của địa phương.
cứ vào mùa đông, người Nhật Bản lại bắt tay vào làm giấy washi truyền thống. Lần này họ phải chuẩn bị số lượng giấy nhiều hơn để phục vụ việc làm giấy chứng nhận cho các vận động viên giành huy chương tại Olympic Tokyo 2021. Thân cây dâu tằm sau khi được thu gom phải trải qua nhiều công đoạn như hấp, lột vỏ, phơi khô, dát mỏng để tạo thành hỗn hợp bột giấy. Bột này sau đó được trải ra thảm, lắc lên để giúp sợi bện vào nhau. Khi đạt được kích thước và độ dày lý tưởng, nước sẽ được rút khỏi hỗn hợp. Giấy washi sẽ được cắt ra từ các tấm giấy khổ lớn. Giấy rất mỏng nhưng nó có thể lưu giữ hàng trăm năm, do đó văn chương Nhật Bản của xưa thường được viết trên loại giấy này. Quá trình làm giấy washi rất công phu, hiện chỉ còn những người trung cao niên còn gắn bó với nghề này. Chúng tôi muốn duy trì làng nghề và kéo thế hệ trẻ đến đây, nhưng đó là một thử thách khó khăn. Việc giấy washi được dùng tại Olympic không chỉ giới thiệu văn hóa Nhật Bản đến bạn bè thế giới, mà còn là cơ hội gìn giữ làng nghề này trước nguy cơ bị mai một. Tiếp theo, tạm giữ một nhân viên cắm hoa trộm 500 triệu đồng của chủ. Điều tra vụ nam thanh niên tử vong trên đường, thi thể có vết đâm. Thưa quý vị, sáng nay Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Nguyễn Đính, sinh năm 1980, trú Quảng Nam, về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, nhận được tin báo của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Núi Thành, Quảng Nam, nghi vấn hồ sơ xin vay vốn của một số người dân có dấu hiệu làm giả chữ ký, con dấu của công ty cổ phần Vĩnh Cát tại Hà Đông, Hà Nội. Qua điều tra, lực lượng xác minh, Đính là nhân viên của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Nam. Từ năm 2017, Đính đã làm giả các loại giấy tờ cho 5 người dân trên địa bàn huyện Núi Thành để vay vốn chính sách tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Ngân hàng đã giải ngân 4 trên 5 trường hợp vay. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý. Công an tỉnh Bình Dương hiện đang tạm giữ hai đối tượng là Tạ Danh Lợi 32 tuổi quê ở tỉnh Nghệ An và Trần Lê Vinh 40 tuổi trú tại thành phố Hồ Chí Minh vì có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 24 tháng 1, khi kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng bắt quả tang cả hai đang tàng trữ 200 viên thuốc lắc. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận số thuốc lắc trên nhận được từ một đối tượng chưa rõ lai lịch để bán lại cho một đối tượng khác. Khám xét nơi ở của Vinh tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan công an tiếp tục thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng trên 63 gram. Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công an huyện Dầu Tiếng vào hôm nay đã tạm giữ đối tượng Vũ Minh Tuấn, sinh năm 1987, ngụ trên địa bàn để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, Tuấn là nhân viên cắm hoa, kiêm người giao hàng cho cửa hàng hoa tại thị trấn Dầu Tiếng. Vào khoảng 10 giờ ngày 21 tháng 1, Tuấn đến nhà của chủ cửa hàng tại khu phố 1, thành phố Dầu Tiếng để lấy đồ. Phát hiện nhà không có người, Tuấn vào lục lọi và lấy 500 triệu đồng. Sau đó đem giấu tại một bãi đất trống thuộc khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Qua làm việc với cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi trộm tài sản. Lực lượng chức năng cũng đã thu hồi được số tiền 500 triệu đồng tang vật. Rạng sáng nay, một công ty gỗ ở Bình Dương bất ngờ phát hỏa, ngọn lửa lan nhanh thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong công ty rộng khoảng 5.000 m². Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng, người dân xung quanh nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó lửa bao trùm cả công ty gỗ tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương điều động khoảng 20 chiếc xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 7 giờ sáng, lực lượng chức năng mới khống chế được ngọn lửa. Sáng cùng ngày, khi đến làm việc, nhiều công nhân bật khóc đứng nhìn công ty bị thiêu rụi. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ. Đêm hôm qua, người dân phát hiện một người tử vong nằm trên đường 19 tháng 4, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Trên thi thể nạn nhân có vết đâm. Qua rà soát, công an cho biết trên địa bàn có một vụ đánh nhau trước đó tại khu nhà trọ ở phường Phú Hải. Bước đầu xác định Bùi Văn Viện, sinh năm 1995, ngụ Bạc Liêu và Trần Ninh Hải, sinh năm 1997, ngụ Phan Thiết, ở trong cùng dãy trọ trên do có mâu thuẫn nên dùng hung khí tấn công nhau. Sau vụ việc, anh Hải bị thương rất nặng, được một người đi đường chở đi cấp cứu bằng xe máy. Nhưng tới khoảng 22 giờ, thi thể anh Hải lại được phát hiện nằm trên đường. Riêng Bùi Văn Viện đang được điều trị tại bệnh viện và được công an canh giữ. Đến hơn 3 giờ sáng nay, công an mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tiếp tục làm rõ vụ việc.
đuổi bám theo xe máy của đôi nam nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Một chiến sĩ cảnh sát giao thông đã té ngã ra đường. Hình ảnh trên đã được một camera hành trình xe ô tô ghi lại và đã được đăng tải lên mạng xã hội vào sáng nay. Trong đoạn clip, cảnh sát giao thông này đã bám theo bên hông trái xe máy, sau đó trượt chân té ngã ra đường. Tuy nhiên anh vẫn bình an. Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra tại ngã tư Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày hôm qua. Thời điểm trên, đội cảnh sát giao thông Cát Lái Công an thành phố Hồ Chí Minh khi đang làm nhiệm vụ tại giao lộ trên thì phát hiện đôi nam nữ đi trên xe máy có biểu hiện khả nghi nên ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, người này không chấp hành mà tăng ga tháo chạy. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, truy tìm xe máy và người điều khiển phương tiện trên. Tai nạn đã xảy ra khi chiếc máy bay chở cầu thủ và các thành viên câu lạc bộ Palmas Brazil đang trên đường tham gia trận đấu trong khuôn khổ giải Green Cup. Ít nhất đã có 6 người thiệt mạng, trong đó có 4 cầu thủ bóng đá và chủ tịch câu lạc bộ. Thông báo của câu lạc bộ Palmas cho biết, phi công chủ tịch câu lạc bộ Lucas Meira, 32 tuổi, đã tử vong cùng các cầu thủ Guilherme Noir, Lucas Brasedes, Ranul và Marcos Molinari. Theo lực lượng cứu hỏa, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8 giờ 15 ngày 24 tháng 1 giờ địa phương, tức tối qua giờ Việt Nam. Các câu lạc bộ bóng đá trên khắp Brazil đều đã gửi lời chia buồn với Palmas thông qua mạng xã hội. Đến cuối giờ chiều nay, cơ quan chức năng vẫn phong tỏa hiện trường làm rõ vụ việc ông Đỗ Huy Du, 43 tuổi, chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tử vong sau khi rơi từ lầu 12 ở chung cư Carina tại quận 8. Trước đó khoảng 13 giờ, người dân sống tại lốc C chung cư nghe tiếng động mạnh dưới sân, sau đó thì phát hiện thi thể ông Du. Được biết ông cũng sinh sống tại chung cư này. Hiện lãnh đạo cục thi hành án dân sự quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây chiều nay. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình 60 giây sáng mai với những thông tin được cập nhật trong đêm. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.